cảm giác hôm nay của em thế nào Hoa Tuấn? Ui, em cảm giác rất là nóng anh ạ. Ừ. Ngồi gần cái bếp này mà không phải là nóng là do lửa đâu, em này cảm giác là rất rất gọi là háo hức mà muốn thưởng thức những cái món ăn đặc sản miền của mình. Hôm nay kênh Nhà TV sẽ thực hiện một chuyến dã ngoại đi vào trong mỏ Phúc Sơn. Hôm nay đi thì có các anh em trong đoàn và mẹ bạn Ngân Hà. Còn Ngân Hà bé thì không được đi. Và mình sẽ đi vào trong cái mỏ nước kia để xem nó như thế nào nhá. Các anh em trong này cũng rất đi, cũng có nhiều đoàn đi lắm. Một đoàn phía xa kìa cũng đang nhóm bếp lên rồi. Đấy, trưa nay là mọi người đều tổ chức ăn uống, ăn đồ nướng ở trong này. Cái điều đặc biệt là trong cái mỏ nước này thì nước nó rất lạnh hơn các cái mỏ khác, vì nước nó chảy từ trong núi chảy ra đấy. Mọi người đã đi vào trong mỏ rồi. Hoa Tuấn ơi, em nghịch cái gì đấy? Nước chảy từ trong mỏ ra rất trong xanh các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong cái gọi là cái gì nhỉ, cái mỏ đi. Ở đây thì họ đã xây một cái đập lên rồi, một cái đập này để có để ngăn nước ấy, làm ấy xong là để người ta làm đập thủy lợi trong này rồi. Anh em thì đang ra ngoài kia lô đùa kìa, đi chơi ra buổi ra ngoại. Ở đằng kia thì mọi người cũng đã nhóm lửa lên rồi đấy. Đến vào trong cái gần cái hang này rồi, mình sẽ ở bên ngoài thôi. Đây là một cái hang này rất đẹp luôn. Nghe bảo là trong hang này đi vào rất sâu, đi vào trong hòng cái hang này khoảng 1-2 cây đấy, nhưng mà mình anh em hôm nay sẽ du ngoại ở ngoài thôi. Đi vào trong hang này cần phải có một sự chuẩn bị thì mới vào dám vào trong hang này được. Trên những vách núi đá này có những cây mọc to lắm các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Cây ở tít trên cao này mọc ở trên bám những cái tảng đá. Đặc biệt là trên những vách đá này, các bạn nhìn thấy xem thì có gì đặc biệt không? Đây là núi đá vôi, thì nước chảy từ trên các mỏm đá xuống ấy, có nhiều năm thì sẽ lại thành nhiều cái nhũ đá, nhìn trông rất đẹp nhá. Ở xa xa các mặt trước các mặt bạn như vậy. Bây giờ mình sẽ đi ra màn đằng bên phải của mỏ nước xem là có cái gì đặc biệt nhé. Wow, rất khó các bạn. Nước ở đây chảy rất mát nhé. Phía xa xa trước mặt các bạn đi kìa, người ta còn để cả bia này, nước ngọt ở đấy kìa, để làm mát này. Nhìn thấy gì trước mặt các bạn không? Đấy là những cây phong lan mọc trên những cây to đấy. Thế mọi người bảo đây là phong cây phong lan đá. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ra đằng kia cùng anh em và mẹ Ngân Hà cùng hộ nhau nướng gà xong là để thực hiện cái ăn uống nhá. Đi trên một cái rễ này rất to thì sướng lắm. Các bạn biết cây này là cây gì không? Tại mình cũng thấy rất đẹp và tò mò nhưng mà mình cũng không biết tên là cây này. Rồi tên là cây này thì bạn nào biết tên ý thì comment ở phía tab cộng đồng nhé, cho kênh Ngân Hà TV nhé. Tại thấy nó đẹp quá. Ăn mỏ nước ở trong Phúc Sơn thì hôm nay bọn mình sẽ ở ngoài thôi. Và bây giờ mình sẽ
tổ chức pizza đằng kia của anh em nướng, làm món nướng nghe nó hấp dẫn. Các anh em đang công tác chuẩn bị là nướng thịt này, cá gà này. Đấy, hôm nay đi ra ngoài toàn ăn toàn đồ nướng rồi. Thịt nướng này đang nướng chuẩn bị vàng óng lên rồi. Cái dây em vừa chặt về đây kìa. Thơm ơi là thơm. Anh em đang chuẩn bị nướng con gà thứ tiếp theo. Và thịt nướng xiên nướng chuẩn bị nướng xong rồi đấy. Trước mặt các bạn là cháu Long nhà mình. Các cháu nhỏ thì tung tăng đi chơi kìa. Đấy, hôm nay được gia đình cho đi ra ngoại là các cháu nhỏ sướng lắm. Ở cái môi trường này giúp trẻ em sẽ năng động hơn. Long ơi, chờ em rồi dẫn em đi chơi nhá. Các bạn là em Hoàng Tuấn nhà mình đây đang thực hiện cái món nướng thịt nướng này, cá nướng và cá nướng. Cảm giác hôm nay của em thế nào Hoàng Tuấn? Ừ, em cảm giác rất là nóng anh ạ. Ngồi gần cái bếp này mà không phải là nóng là do lửa đâu, em là cảm giác rất gọi là háo hức mà muốn thưởng thức những cái món ăn đặc sản miền của mình. Vậy là nướng công cục nướng là của anh em chuẩn bị xong rồi. Ôi có một sự cố là bị sập vàng nướng, nhưng may không sao. Anh em nướng gà chuẩn bị chín rồi, chuẩn bị đến dùng bữa trưa. Công cuộc nướng của anh em đến đây chuẩn bị kết thúc. Đang chuẩn bị ngồi sẵn vào mâm rồi thì mình cũng sẽ chuẩn bị ngồi vào mâm và thưởng thức cái món đồ nướng. Đấy, bạn Chiến đang khoe cái con mực. Mấy anh em đã chuẩn bị vào bữa trưa rồi. Như anh có cảm giác gì vào chuyện dã ngoại hôm nay? Đây chính hết rồi, bắt em thấy là mọi người hết đi. Rất là bổ ích vì là sau chuyến đi này mình biết là không phải cái gì cũng có tiền mới mua được mà phải cầm tiền. Mọi người để mỗi vâng, rất cảm ơn em. Còn mình là mời các bạn cùng thưởng thức các món ăn đồ nướng của anh em nhà mình nướng nhé. Ăn bữa trưa của mình. Đây cái món chân gà nướng đây, vàng óng luôn. Ngon quá. Gà nướng mật ong mà đúng không? Anh em đang hô ăn uống kìa. Anh em đúng nữa thôi nhở. Này, nem chua này. Anh em mâm bên kia. Sang mâm bên này rồi. Tại vì hôm nay mình không uống bia. Mời anh em ăn bữa trưa cùng đoàn nhà mình nhá. Xin bố bế mạc. Chị Ngọc chứ. Nè. Ngoại của gia đình nhà Ngân Hà cùng với các anh em kỹ thuật đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video chương trình sau. Mọi ý tưởng mới thì vui lòng đóng góp comment ở phía dưới tab cộng đồng cho kênh Ngân Hà TV nhé. Bye bye.